Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 17, thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. Tôi tớ khôn sáng sẽ quản trị con trai làm xấu hổ và được hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em. Nồi giót để luyện bạc, lò để luyện vàng, nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người. Kẻ làm ác, chăm chỉ về môi gian ác. Kẻ hay nói dối, lắng tai nghe lưỡi độc hiểm. Ai nhạo bán người bần cùng, sỉ nhục đấng tạo hóa mình. Ai vui mừng về tai họa, sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt. Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha. Lời tốt lành, không xứng với kẻ ngu, môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vua chúa thay của hối lộ giống như viên ngọc quý trước mặt ai được nó dầu nó xây trở phía nào cũng được may mắn kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái còn ai nhắc lặp lại điều gì chia rẽ bạn bậu thiết cốt lời của trách thấm sâu vào người khôn ngoan hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội kẻ gian ác chỉ tìm điều phản nghịch vì vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hãm đánh nó thà người ta gặp gấu cái bị cướp con hơn là gặp kẻ ngây dại theo điên cuồng nó tai họa không hề lìa khỏi nhà của kẻ lấy ác trả thiện khởi đầu tranh cạnh ấy như người ta mở đường nước chảy vậy khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn ai xưng kẻ ác là công bình và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, thế thì bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi? Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Kẻ ngu muội giao tay chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cận mình. Ai ưa tranh cạnh, ưa tội lỗi. Ai xây cất cửa mình cao, kiếm điều hư sập. Kẻ nào có lòng vạy vò, không tìm được phước hạnh, và ai có lưỡi gian tà, sẽ xa vào tai hại. Ai sinh con ngu muội ắt sẽ có buồn rầu, còn cha của kẻ ngây dại, chẳng được vui vẻ. Lòng vui mừng, vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn, làm xương cốt khô héo người gian ác lãnh nhẹm của hối lộ đặng làm sai lệch các lối xét đoán có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng song con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa cực con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha và một sự cay đắng cho mẹ đã sinh đẻ nó lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công bình hay là đánh người tước vị vì cớ lòng ngay thẳng của họ người nào kiêng lời nói mình có tri thức, còn người có tính ôn hàng là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan, còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng. Chương 11 Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thỏa xưa đã được lời chứng tố. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, A-Bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain và được xưng công bình. Vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi, hãy còn nói. Bởi đức tin, hê nóc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chứng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm ngài bởi đức tin noe được chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy bởi đức tin abraham vâng lời chúa gọi đi đến xứ mà mình sẽ nhận làm cơ nghiệp người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc. Ở trong các trại cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được. Vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người lại là một người già yếu sanh ra muôn vàng con cháu đông như sao trên trời như cát bãi biển không thể đếm được hết thảy những người đó đều chết trong đức tin chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử, họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng, họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn, mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Bởi Đức tin, Abraham dân y trong khi bị thử thách người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dân con một mình là về con đó mà đức chúa trời có phán rằng ấy bởi trong y sát mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu ngươi tự nghĩ rằng đức chúa trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình bởi đức tin y sát chúc phước cho Jacob về Esau về những sự hậu đến bởi đức tin Jacob lúc gần chết chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên gậy mình mà lại. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hài cốt mình. Bởi đức tin, khi Moses mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng vì thấy là một đứa con xin tốt, không sợ chiếu mạng vua. Bởi đức tin, Môi xe lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp, hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai vì người ngửa trong sự ban thượng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được bởi đức tin người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Israel bởi đức tin dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô còn người Ai Cập thử đi qua bị nuốt mất tại đó bởi đức tin các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày bởi đức tin kỵ nữ Ra Háp không chết với kẻ chẳng tin vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ dò thám. Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Thê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng. Lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạng nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại. Có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xuyên xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm lưu lạc dày đây mai đó mặc những da chiên da dê bị thiếu thốn mọi đường bị hà hiếp ngược đãi thế gian không xứng đáng cho họ ở phải lưu lạc trong đồng vắng trên núi trong hang trong những hầm dưới đất hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình vì Đức Chúa trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta hầu cho ngoại chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Chương 11 Sô-pha người na -a -ma đáp lại mà rằng Há chẳng nên đáp lại lời nói nhiều sao? Người già miệng há sẽ được xưng là công bình ư? Chớ thì các lời khoe khoan của ông sẽ khiến người ta nín sao? Khi ông nhạo bán, há không có ai bỉ mặt ông ư? Vì ông thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, Đạo lý tôi là thanh tịnh, tôi không nhơ bợn trước mặt Chúa. À, chứa gì đẹp lòng Đức Chúa Trời mà phán, và mở miệng Ngài đáp lời nghịch cùng ông. Ước chi, Ngài chỉ tỏ cho ông biết sự bí mật của sự khôn ngoan, vì Ngài thông hiểu bội phần. Vậy khá biết rằng, Đức Chúa Trời phạt ông lại không xứng với tội gian ác của ông nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu rõ đấng toàn năng sao? Sự ấy vốn cao bằng các tầng trời, vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ, ông hiểu biết sao đặng. Bề dài sự ấy lại hơn cỡ trái đất và rộng lớn hơn biển cả. Nếu Đức Chúa Trời đi ngang qua, bắt người ta cầm tù và đòi ứng hầu đoán xét, thì ai sẽ ngăn trở Ngài được? vì Ngài biết những người giả hình, xem thấy tội ác mà loài người không cảm biết đến. Nhưng chừng nào lừa con rừng sinh ra làm người, thì chừng nấy người hư không mới trở nên thông sáng. Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng và dơ tay mình ra hướng về Chúa, bằng có tội ác trong tay ông mà ông bỏ xa khỏi mình, chẳng để sự bất công ở trong trại mình, bây giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì, thật sẽ được vững vàng chẳng sợ chi. Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình và nhớ đến nó như nước đã chảy qua. Đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa. Dẫu nay tối tăm, sau sẽ hóa ra như buổi sáng. Ông sẽ ở bình an vô sự vì có sự trông cậy. Ông sẽ tìm tòi bốn bên rồi nghỉ ngơi yên hàng vô sự. Lại ông sẽ nằm không ai làm cho mình sợ hãi và lắm người sẽ tìm ơn của ông. Nhưng mắt kẻ hung ác sẽ bị hao mòn, nó chẳng có nơi ẩn núp và điều nó sẽ trông mong, ấy là sự tắt hơi. Chương 12 Gióp đáp lại rằng Hẳn chi các ngươi thật là người, sự khôn ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chớ. Xong, ta cũng có sự thông sáng như các ngươi chẳng kém hơn đâu mà lại ai là người không biết những việc như thế ta đã cầu khẩn đức chúa trời và đức chúa trời đáp lời cho ta nay ta thành ra trò cười của bầu bạn ta người công bình người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười lòng người nào ở an nhiên khinh bỉ sự tai họa tai họa thường sẵn dáng trên kẻ nào trợt chân vấp ngã trại của kẻ cướp được may mắn những kẻ chọc dẫn đức chúa trời ở bình an vô sự và được đức chúa trời phó vào tay mình nhiều tài sản dư dật nhưng khá hỏi loài thú chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi hỏi các chim trời thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi hoặc nữa hãy nói với đất nó sẽ giảng dạy, dạy cho ngươi còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết trong các loài này loài nào chẳng biết rằng tay của Đức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy. Trong tay ngài, cầm hồn của mọi vật sống và hơi thở của cả loài người. Lỗ tai, há chẳng xét lời nói, như ổ gà nếm những thực vật sao. Người già cả có sự khôn ngoan, kẻ hướng trường thọ được điều thông sáng. Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng, mưu luận và thông minh đều thuộc về ngài. Kìa, ngài phá hủy loài người không cất lại được ngài giam cầm người nào không ai mở ra cho này ngài ngăn nước lại nước bèn khô cạn đoạn ngài mở nó ra nó bèn làm đồi tàn đất tại nơi ngài có quyền năng và khôn ngoan kẻ bị lầm lạc và kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về ngài ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu khiến các quan xét ra điên dại Ngài mở trói cho các vua và thắt xiềng xích nơi lưng họ. Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ, đánh đổ các kẻ cường quyền. Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín, làm cho kẻ già cả mất trí khôn. Ngài dán điều sỉ nhục trên kẻ sang trọng, tháo dây lưng của người mạnh bạo. Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tâm tối, và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa ngài khiến các dân tộc hưng thịnh rồi lại phá diệt đi mở rộng giới hạn cho các nước đoạn thâu nó lại ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối chúng rờ đi trong tối tăm không có sự sáng và ngài làm cho họ đi ngã nghiêng như kẻ say cảm ơn chúa lời của ngài bày tỏ cho con thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gồ say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dẫy con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Quýt. Amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo Chúa yêu bạn rất nhiều